Hit it. Mà cái hit là hit ngắn. Hit it. Đánh nó đi là hit. Hay là nóng, bị nóng tay, nóng chân mình rồi bị phỏng, gọi là cái hơi nóng gọi là heat, chứ không phải là hit. Hit, hit, hit it. Hình như là đánh là hit it. Hit it. Đánh nó đi, hit it. Chứ không phải hit, nó là hit. Hit, đánh là hit. Yeah. Nhưng mà nóng á, bây giờ hâm cái đó lên thì nói sao? Heat it up. Tại vì heat mà là hâm. Heat là nóng, là hơi nóng, mà heat cũng có nghĩa là hâm. Nấu lên cho nó. Heat it. Ví dụ nó ăn, nó cứ ăn lạnh không? Mình sợ nó đau bụng, mình nói con bỏ vô microwave. Không. Heat it. Đó. Cái heat này nè. Yeah. Đó, heat it là hâm nó lên, nóng nó lên. Heat it. Rồi, một cái ví dụ nào khác? Cái nào thì dài ngắn coi. Meat. Meat là gặp. Yeah. Meat là gặp. I'm glad to meet you. Tôi rất mừng gặp được anh. Thì meat đó là y không có hai chấm. À, xin lỗi, có hai chấm. Tức là y dài đó. Meet. Mình có học cái bài hát đó. We are glad to meet you. We are glad to greet you. Là hai cái nó đều là chữ dài cả. À. Có chữ gì khác là bây giờ có cái ngắn không? Cái gì là y ngắn đâu? Nhớ thì sao? Anh nhớ em. I miss you. I miss you. Cái đó y ngắn cái gì dài? Dài. I miss you. À, I miss you. I miss you. Yeah. Tôi nhớ cô. Anh nhớ em. I miss you. Cái này là y hai chấm nếu mình phiên âm á. Thế mà mình viết ra đây mình biết nó là y dài thì làm sao? Chấm này chấm này. Đó. Thì biết là y dài. Còn nếu không chấm thì biết là y ngắn. Đúng rồi, tại sao mình chỉ cần chấm hai chấm là I miss you. Thì còn ví dụ như là y ngắn thì nói cái gì khác? Beat. Beat to. Big, đó là big. Big. Y ngắn, big. Big là lớn đó, bự đó, big. You are big, không phải you are big. You are big, okay? This is big, cái này bự, cái này lớn thiệt. Anything else? Thịt bò mình ăn thì gọi là gì? Beef. Beef. Nó là y dài. Nó là beef. Tôi ăn thịt bò. I eat beef. I eat beef. Ai cái đều dài hết. Need là cần. Yeah. Need. Need cũng là y. Yeah, I need you. I miss you. I need you. Kiss you. I kiss you. I miss your kiss. I miss you. Kiss. À, còn kiss mà là hôn. That's why I say I miss your kiss. Kiss là đã đích rồi. No, I kiss you là khác. I miss your kiss. Kiss you khác. I miss your kiss. Okay. Kick là đá, thì đọc là kick. Nó là y dài, kick, chứ không phải I kick you, thì tôi đá anh, I miss you, tôi nhớ anh, kids là mấy đứa nhỏ, mấy đứa con mình, nó là kids, nó là y dài, the kids, kia rồi các học đấy. Kids. Rồi trong bài này có chữ nào muốn hỏi tôi đâu, vậy hết rồi. Hai cái số 4 và số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là chữ this và chữ thank. Hai cái khác nhau, thấy không? Chữ this thì cái dấu viết chữ this là giống như chữ 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 dê dê ngang này này. Đó, đọc là, đọc với tôi là z. Ví dụ như cái này thì đọc là viết là this.
Là cái này, this. Mà nếu mà cái vòng này nó biết thế này, cái miệng có cái lưỡi nha, thì nó phần thần, phở, phở. Ví dụ nói là cảm ơn thì nói là thank, thank, thank. Cảm ơn trời thì nói thank God. Mỹ nó hay nói thank God, cảm ơn trời. Yeah, thank God. You are here, cảm ơn trời. Thank God you are here. Cái gì nó cũng có thể nó dùng chữ thank God một cách rất tự nhiên thôi. Cũng như là may quá, chữ thank God giống như thiệt là may quá, anh không sao hết. Thank God you are okay. Yeah, thank God. Yeah. Chữ may quá, yeah, là tạ ơn trời. Cái chữ thank, lễ của mình có cái lễ lớn là cái lễ tháng 11 đó là gì? Thanksgiving. Thanksgiving, cái lễ cảm ơn mà để cho. Lễ tạ ơn. À, lễ tạ ơn, Thanksgiving. Yeah. Cảm ơn, mỗi ngày cái chữ mình xài rất là nhiều chữ thank you. Yeah. Vì Mỹ nó, cái văn hóa nó, cái gì nó cũng thanks được hết rồi. Nó cũng mất gì hết rồi. Thanks a lot. Nhưng mà mình, Việt Nam mình chữ nhiều khi mình hạ tiện cái chữ cảm ơn. Yeah. Cái văn hóa mình á, nhiều khi cha mẹ không có cảm ơn con cái, chứ mình nghĩ là nó cảm ơn con, cháu mình như được. Thấy không? Làm gì cũng cảm ơn. Thanks. Thank you. Thanks for coming. Cảm ơn đã đến. Thanks a lot. Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Thanks but no thanks. Thanks but no thanks. Thanks but no thanks. Dạ, không dám mà. Cho anh cưới em nha. Thanks but no thanks. Dạ, không dám mà. Không dám anh. Anh đòi cưới em, dạ không dám. Thanks but no thanks. I say that a lot. Chữ đó. Không biết cưới nó sao. Tiếng Việt Nam hay gọi là thanks. Thanks but no thanks. Thanks but no thanks. Dạ, không dám. Thanks for nothing. Cũng có thanks for nothing. Không có cảm ơn, thanks for nothing, cũng là một loại không dám. Không có gì, không có gì mà phải cảm ơn. Thanks but no thanks. Thanks for nothing, cảm ơn mà không có cái gì hết. Thanks for nothing. Nothing. Thanks for nothing. Cảm ơn cho có vậy thôi. Cảm ơn lý lệ. Thanks for nothing. Rồi mình cứ như vậy. Mình học 1, 2 rồi. Mình học 4 năm rồi phải không? Rồi hai cái chấm. Hai cái chấm đầu á. Chấm đầu cái chữ kha là cái chữ xe hơi thấy không? Thì bên kia viết là sao? Car. Cỡ A Gà. Nếu mà không có hai chấm đọc là sao? Ca. Giống như ca mổ đó. Mà hai chấm vô thì thành đầu là car. Car. This is my car. Là cái đây là cái xe của tôi. Chứ không nói this is my car. This is my car. Thêm cái r trong cổ nữa. Car. Giống như chữ beach. Hai chấm đó thì nó lại có nghĩa là kéo dài. Cho nên cái hai chấm nó có hai nghĩa. Khi thì kéo dài. Khi thì là cái chữ R trong cổ, cái âm R trong cổ. Ví dụ car là tại vì cái chữ car nó tự nó đã có chữ R sẵn rồi, thấy không? Car. Wow. Cũng như chữ thấy chữ church không? Chữ church nó có chữ R sẵn đó. Trên cùng với nó chờ thấy không? Thì chữ đó mình phải đọc là chờ. Nó là vì vậy, nó có cái R thì phải đọc R. Còn thí dụ trường hợp cái xe, cái chữ beach, nó không có cái chữ R trong đó, nhưng mà nó có nghĩa là kéo dài cái chữ Y. Để đọc đó là beach. Yeah, beach. To the beach. Hai cái chữ chót chúng ta coi ở dưới. Well. Well là tốt. Là